Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review một con đồng hồ đến từ Nhật Bản, thương hiệu Orient, thương hiệu rất là quen thuộc. Mình sẽ đập hộp em nó ra cho anh em xem nhé. Đây, này là gì đây? Này là chiếc nhẫn quốc tế của Orient. Này thì mình đã có mở trước lần trước cho các bạn xem rồi. Đây. Hôm nay là nhân vật chính là chiếc đồng hồ Orient Bambino Open Hearts, rất là đẹp, màu xám kim 3D rất là đẹp ạ. Em bóc cho các bạn xem nhé. Con này hàng new nhé. Con này thì có size là 40.5mm, độ dày chỉ có 12mm thôi, nên tay rất là vừa vặn. Anh em tay trung bình thì lên tay rất là đẹp. Đây. Đây. Đẹp vô cùng. Trong cái phân khúc của Bambino thì cái màu xám kim này là một trong những cái màu bán khá là chạy, vì ở ngoài đời rừng nhất là rất là đẹp. Con này ở ngoài hãng thì mình đang bán với giá là trên 8.4 triệu, nhưng mà mình đã săn sách về cho anh em thì giá khá là ok. Anh em có thể liên hệ mình để cho biết mức giá. Đây, đẹp, đẹp vô cùng. Rồi, cái này thì sử dụng bộ máy là F6T22, bộ máy đến từ Nhật Bản, thì cho thời gian chịu cót là 40 giờ. Mình có thể lên cót bằng tay. Đây, mình có thể lên cót tay. Lên cót tự động đều ok hết. Điểm đặc biệt ở chiếc đồng hồ này chính là cái góc 9 giờ là open hết, hở ban tim rất là đẹp. Đây, hở ban tim rất là đẹp. Một trong những thiết kế thành công nhất của Orient trong những thời gian vừa qua. Cọc số và kim đều là bạc, nhìn rất là đẹp, cọc số dumin rất là đẹp. Thì toàn bộ cái niềng cũng như là dây đều là thép phong vỉ 36L đúc đặc, nên tay rất là đầm ạ. Và cái điểm đặc biệt của dòng Bambino thì trước giờ anh em cũng biết rồi, đó chính là sử dụng mặt kính cong, kính khoáng cong. Thì mặt kính này nhìn rất là đẹp, rất là đẹp. Thì anh em là thích Bambino hoặc là Caballero đều biết xài mặt kính này nhìn rất là sang, không như mặt kính kính phẳng, rất là quyến rũ. Nấm thì có khắc logo của Orient. Mặt sau thì các bạn có thể thấy khắc chi tiết, độ hoàn thiện rất là tốt. Chiếc đồng hồ này thì có độ chống nước là 53, mình thoải mái đi mưa rửa tay, tất cả mọi thứ đều rất là ok. Đây, chiếc này thì có mã là RAAG0029N10B. Này sử dụng khóa bướm nha, khóa bướm hai đầu rất là tiện lợi, Rồi. Mình sẽ quay cận cảnh lại lần nữa cho các bạn xem chiếc đồng hồ Automatic Bambino này. Nhìn rất là đẹp mà sang, đặc biệt cái tông màu này bán rất là chạy nha. Rất là đẹp. Rồi, ok anh em.